When you're talking about vertical field, these are really futuristic technologies. You take a field and you plant it on a wall. This is unbelievable. Không trồng theo cách thông thường trong môi trường nước, những cánh đồng lúa này được trồng trên đất và trên những bờ tường thẳng đứng. Ở bất cứ đâu trong không gian đô thị ngột ngạt, những bức tường lúa hay bất cứ một loại cây trồng nào cũng có thể được trồng với công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh nhất thế giới. Bằng cái hệ thống tưới nhỏ giọt, ngoài cái việc mà tiết kiệm nước, mình còn giúp cung cấp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. We can bring the innovation, the different way of thinking. You know, we are like the Israeli things different because the world need now efficient agriculture. We are now changing our way of life. We are going to live in the cities. We need to start to think how we can grow food in our cities without pollution, without bringing a lot of trucks from the village to the cities. And together we can create something that it's new, it's different, unique and efficient. Sự kết hợp giữa công nghệ đất nền để giữ nước và chế độ dinh dưỡng cho cây trồng giúp thay đổi diện mạo của các đô thị và nâng cao khả năng trồng trọt ngay trong các thành phố trên khắp thế giới.